Này, đây là hạt đâu? Hạt á? Không có hạt. Hạt đấy, này lạnh lắm. Tắt điện nóng đấy. Vô. Bố đổ cho một tí hạt nhá. Rồi. Thấy chưa? Ngồi ngồi xuống đi. Thấy chưa? Ngồi xuống. Nấu nấu. Đấy ngồi xuống. Uống nước nhé. Con ngồi xuống ngã này. Nếu mà không nghe lời thì bố làm sao? Đấy chú đang nhìn kìa. Chú nhìn kìa. Nếu không nghe lời thì bố làm sao? Chú đòi lại ghế. Chú không cho ngồi ghế nữa đâu. Ơi bị kẹp chân. Mẹ giúp con. À cho chân xuống. Cho chân xuống. Ừ. Ngồi đây không ngồi được. Ừ, ngồi cho chân xuống, con cho chân xuống nào. Chật quá. Quá. Chật quá à? Đây là một nào, bố đỡ xuống. Nào thả chân ra. Thả chân ra. To như này rồi sao mà ngồi vừa cái ghế đấy nữa. Ôi. Con trâu này làm cho chân vào đây. Kéo quá mà. Rồi, ngồi xuống. Được chưa? Bây giờ mình có ăn này không? Cay. Cay hả? Cay cũng làm tí đi. Ừ. Con đang ăn gì? Đi uống, đi uống. Đây, ngồi đây. Đây bố ơi, ngồi lấy nước cay này. Lấy nước cay này. Cho tỉ năng. Ăn nữa không? Bố cho con chó nhé. Bố cho phở cho chó nhé. Không, cho bạn dán ở trên đường ấy. Cho con dán vừa rồi ấy. Cho dán đâu. Làm gì có dán, đây là phở đấy. Đây là dán. Rồi, ăn đi. Đấy là con chuột đấy. Tỉ năng ăn con chuột trong mồm ấy. Thanh đán luôn rồi chị được không? Chú đang đợi con đấy. Con ăn nhanh lên. Nào, để đấy vỡ hay sao? Đấy. Cầm gần ạ. Ứng mà. Ui con dán đấy. Con chuột đuôi toai dài chưa kìa. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi, từ từ thôi. Hết chưa? Con ăn hết chưa? Xong chưa? Xong chưa?